Chào anh chị cô chú đã quay lại với buổi livestream thứ 6 hàng tuần của Thái Lớn. Do hôm nay Thái Lớn bận công việc cho nên không có làm trực tiếp tại buổi chiều. Và đây là một cái clip mà Thái Lớn quay dựng theo kiểu livestream để giữ nhịp, để không phụ lòng mong đợi của anh chị. Thái Lớn này có mặt tại showroom Toyota An Thành Fukushima số 15 Bùi Thanh Khiết. Anh chị vô đi nha, chị vô đi. Đầu tiên Thái Lớn cho anh chị coi một vòng showroom. Khu vực bên dưới là đang làm dịch vụ kìa anh chị. Chị nhớ nha. Mùa hè rồi thì lúc nào cũng có những cái chương trình dịch vụ cho anh chị. Còn đây là chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản hybrid, phiên bản 2022. Đang có khuyến mại tốt lắm đó. Anh chị tranh thủ nha. Nếu anh chị thích hybrid mà cần cái xe ngon, chất, nhập khẩu, mà hybrid thì anh chị biết rồi, giá bao giờ cũng cao hơn. Mà mình muốn hybrid nhưng mà mình không muốn giá cao thì đây là một sự lựa chọn. Còn một chiếc duy nhất giảm giá khủng, giá khởi điểm của nó là 860. Anh chị gọi đi, sẽ có giá tốt. Rồi đây, showroom Thái Lớn luôn có hai khu vực. Đây là khu vực phụ kiện, phụ kiện bên đây. Anh chị thường thắc mắc là phim cách nhiệt của bên Thái Lớn xài loại nào thì đây, Luma. Trả lời anh chị luôn ha, có nhiều loại lắm. Fortuner đây, anh chị nào thích màu đen có Fortuner. Rồi hôm nay thì cuối tuần rồi, cũng là cái dịp hè, anh chị có đi đâu chơi không, anh chị có chương trình gì mới không, hay là có ai cũng vì cái hè này mà may mắn là có tiền lại muốn chọn cho gia đình mình một cái xe để mà đi du lịch cùng với con cái. Anh chị nhớ nhóm Thái Lớn. Và cũng vì cái hè đó cho nên là cái không khí bán hàng tại các đại lý Toyota, đặc biệt là tại Toyota An Thành Fukushima, tại nhóm Thái Lớn có một chương trình khá là đặc biệt. Thái Lớn mời anh chị qua khu vực phía bên kia. Có 2 ngày chuẩn bị thứ 6, thứ 7 này, một cái showroom event để đón chào ra mắt chiếc xe rẻ nhất tại Việt Nam, các dòng xe Toyota, đó là chiếc xe Toyota Wigo. Đây, mời anh chị coi. Em nó được trang hoàng để show ra thị trường, phân khúc hạng A, giá rẻ, tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị chỉ có 4 lít rưỡi trên 100 cây thôi. Đây anh chị coi. Và với cái kiểu dáng thiết kế lần này, anh chị xem, nhìn từ bên hông á, cái xe nhìn nó đồng thanh đồng thủ hơn. Cái này Thái Lớn cũng có quay livestream kiểu dáng rồi. Mà hay hơn hết á, là những tài mới, những chị ha, cần một cái xe gọn để đi làm mỗi ngày, cần một cái xe rẻ để đi chợ, cần một cái xe để đưa đón con, đi trong phố nhiều. Thì với cái kiểu dáng thiết kế lần này chắc chắn là mấy chị sẽ thích. Các bạn nhìn lại cái không gian trang hoàng của chiếc xe Toyota Wigo, các bạn cũng thấy hả? Có gì đó nó rất là tươi mới, rất là trẻ trung, nhìn nó rất là yểu điệu thục nữ và không kém phần thanh lịch. Đây là chiếc Wigo số tự động, Toyota Wigo 2023 nhập khẩu Indo. Có hai phiên bản tại thị trường Việt Nam, mức giá của nó với số sàn là 360 triệu, xong xuôi giấy tờ là 400 triệu. Trong khi đó Toyota Wigo số tự động như chiếc xe này, đây bạn thấy số tự động đấy, có mức giá niêm yết là 405, xong xuôi giấy tờ tầm 450, rất hợp lý. Nếu anh chị muốn rẻ nữa thì các anh chị mua trả góp, số tiền trả ban đầu còn thấp hơn nữa. Chi tiết anh chị gọi cho nhóm Thái Lớn 0919010211, 0931234545. Điểm khác biệt của chiếc số tự động này, những điểm khác biệt chính là cái xe anh chị nhìn từ bên hông như hồi nãy thấy nó dài hơn, thanh lịch hơn, nhưng cái bán kính quay vòng của nó thì lại ngắn hơn, chỉ có 4,5 m. Hộp số tự động 4 cấp chuyển thanh sàn thành hộp số tự động DCVT. Với DCVT thì anh chị chạy nó sẽ mượt hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Kế đến là cụm đèn trước. Với cụm đèn trước thì nó là full LED, trước đây nó là halogen. Ngoài ra thì nó được bổ sung thêm tính năng an toàn, mà một những chiếc xe mà ở cái tầm giá 405 triệu ở phân khúc A nhỏ gọn này ít có, đó là phần ổn định thân xe VSC, kiểm soát lực kéo TRC, khởi hành ngang dốc. Cái khởi hành ngang dốc này rất hay, những tài mới mà khởi hành ngang dốc HAC rất thích nè, không sợ bị trôi xe về phía sau đó. Cảnh báo điểm mù BSM ở trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Anh chị có ý kiến gì về chiếc xe này, lần ra mắt này liệu có làm cho những chị, những anh, những gia đình trẻ, những tài mới sẽ chọn lựa, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường kinh tế hiện nay, một chiếc xe giá rẻ và nhập khẩu mà đầy đủ tính năng. Anh chị vui lòng comment bên dưới nha.
Rồi. Và nếu anh chị chọn xe Wego bằng phương án vay trả góp để tiết kiệm số tiền đầu tư ban đầu thì lãi suất của nó ưu đãi cho thời gian ra mắt này là 7,99% năm. À, chi tiết hơn anh chị liên hệ đến em, nó tính ra anh chị vay bao nhiêu, anh chị muốn vay 20% hay là 30% hay 50% hay 80%, ứng với từng cái hoàn cảnh của anh chị, nhóm Hai Lớn phục vụ chi tiết hơn nha. Đây có tài chính của Toyota, và với Toyota thì Hai Lớn rất thích làm cho Toyota bởi vì phục vụ anh chị tại một nơi mà được nhiều thứ, mô hình one stop shop, anh chị mua xe mới, anh chị vay, nhóm Hai Lớn tự làm được luôn. Rồi anh chị không cần phải đi tới đi lưu nhiều, anh chị không cần phải tới ngân hàng để ký hồ sơ. Rồi anh chị cần phụ kiện, có phụ kiện như nãy anh chị thấy đó. Rồi anh chị cần đổi xe cũ ha, đổi xe cũ lấy xe mới thì có luôn. Nhóm Hai Lớn, nói tới đổi xe cũ mới nhớ, Hai Lớn đang rất cần thu xe cũ trong giai đoạn này nha. Tháng 6, tháng 7 này sắp tới, dự kiến không có gì thay đổi thì vào tháng 7 bên công ty Hai Lớn mở thêm một chi nhánh nhỏ ở Quỳnh Mẫn Đạt, quận 5, Hồ Chí Minh. Chỗ đó sẽ cần thêm một mớ xe cũ bỏ vô trưng bày cho nó hoành tráng. Nên chiến lược thu xe cũ bên nhóm Thái Lớn đang tốt. Bật mí vậy, anh chị nào có nhu cầu đổi xe nhớ ủng hộ cho nhóm Thái Lớn. Số điện thoại vẫn đây, 0919010211, 0931234545. Rồi, tiếp đến Toyota Rod. Đứng tới xe này Thái Lớn rất là nhiều cảm xúc. Không ngờ có một ngày cái kinh tế mình khó khăn và khoảng 3-4 năm tháng gần đây Toyota Rod rớt giá rất là nhiều. Tuy nhiên không sao, cảm xúc đó có hai cái. Một cái tiêu cực về phía người bán, nhưng một cái tích cực là cũng mừng cho dân của mình mua được các dòng xe Rod nhập khẩu từ Thái Lan nguyên con giá rẻ. Đây anh chị coi lại đi nha. Đây là chiếc xe Toyota Rod màu trắng ngọc trai, một cái màu rất là ăn khách. Có cả gói an toàn Toyota, có đèn full LED ha. Giới thiệu về chiếc xe này, Thái Lớn làm rất nhiều clip review rồi, các bạn có thể, ai lần đầu tiếp cận kênh thì phải coi lại. Vấn đề là bây giờ chúng ta so sánh chọn lựa và để chọn lựa thì phải có cái giá. Rod hiện giờ chương trình khuyến mãi rất là khủng nha các bạn, chương trình khuyến mãi rất khủng, với phiên bản 2022 giảm 100% phí trước bạ, tương đương 80-90 triệu, có thể lên gần cả trăm. Bên cạnh đó các bạn hãy hoán đổi cái chương trình trước bạ này thành tiền mặt, có thể thành phụ kiện và đặc biệt là quà của nhóm Hai Lớn. Chi tiết hơn thì các bạn liên hệ trực tiếp để nhóm Hai Lớn trình bày và gửi chứng từ báo giá cho các bạn. Với xe Rod như vậy, chương trình khuyến mãi này thì bạn như chiếc Rod 1.8V này xong xuôi giấy tờ hiện giờ tầm khoảng 845 triệu. Nếu màu trắng ngọc trai các bạn cộng thêm 8 triệu. Mà nếu các bạn hết quá mà không muốn thêm 8 triệu, nhóm Hai Lớn tính toán cho các bạn luôn. Dòng Rod này thì quá đầy đủ về option phụ kiện, tính năng an toàn rồi, Hai Lớn không cần phải nói nữa. Còn so sánh thì Hai Lớn đã làm xong một cái clip so sánh chiếc Rod và chiếc Altis, rất hay. Chọn Rod hay chọn Altis, cả hai đều là anh em với nhau, cùng nhập khẩu từ Thái Lan, thiết kế gần giống nhau, nhưng một cái là form cao, một cái form thấp, chọn xe nào. Hai Lớn nghĩ là cũng cần thêm một sự so sánh với chiếc Rod này với là cái phiên bản Altis nhưng mà hybrid, bởi vì hiện nay thằng Rod này giá niêm yết bao giờ cũng định giá là cao hơn, nhưng do chương trình khuyến mãi thì Rod đang được giảm giá. Altis kia thì mình có thể rướng lên Altis hybrid hay không và thêm bao nhiêu tiền đối với những ai thích dòng xe hybrid nha. Ok rồi, không biết là liên quan tới cái dòng xe Rod thì hiện nay ở đây có bạn nào đang quan tâm mà muốn chọn cho mình cái dạng CUV đô thị 5 chỗ nhập khẩu và đang so sánh với các đối thủ của nó không? Ví dụ như là các bạn đang cân giữa CX-5, CR-V hay là các dòng xe nào khác hay không? Các bạn cho ý kiến. Còn riêng Hai Lớn thấy là dòng Rod này là dòng đang bán được nhất trong tầm tiền này, trong kiểu dáng này, trong chất lượng này. Bằng chứng là tháng rồi nó đang bán tốt nhất thị trường đó nha. Ngoài cái quầy nước thì những cái dịp mà làm event đó, thì bên công ty cũng trang trí hoa nước rồi giải khác đặc biệt hơn, bánh trái đồ, rất đông các bạn tranh thủ những ngày này tới chung vui cùng với nhóm Hai Lớn và để được đội ngũ phục vụ của nhóm Hai Lớn cũng như là các anh chị T-Break phục vụ anh chị tốt hơn ha. Và đã trang trí đẹp như vậy mà anh chị tới đây rồi, phục vụ tốt hơn chưa đủ, phải có giá tốt hơn. Ok anh chị nha. Rồi. Và đây là chiếc Wego màu cam. Có vẻ là màu cam cũng được nhiều người thắc mắc. Không biết anh chị cảm nhận
Vigo 2023 sơn màu cam thì nó ra cái dáng vẻ như thế nào? Thái Lớn đứng ở đây, Thái Lớn cảm nhận đây là cái màu mà nó có thể dung hòa, nó vừa trẻ trung mà vừa dung hòa giữa nam và nữ. Nam đi cũng được mà nữ đi cũng đẹp. Hôm qua thì có một chị ở quận 10 chiều rồi nhưng mà cũng rất là muốn tới xem xe. Gọi trước không biết là chị xem rồi chị có chốt chưa. Bạn Huy tiếp, cảm ơn anh chị. Cũng là bản số tự động luôn chị nha. Quy vô số sàn thì Thái Lớn nghĩ chắc anh em nào chạy ráp mà mới ra nghề vốn hơi ít thì có thể chơi cái số sàn được. Mức giá của chiếc Quy Go này vẫn là 405 triệu và xong xuôi giấy tờ 450, anh chị nhớ nha. Trong trường hợp mà trả góp thì xe này chắc bỏ ra tầm khoảng 110-130 triệu gì đó mà thôi. Rất hợp lý, rất hợp lý luôn. Rồi hiểu chưa? Rồi. Vios thì anh chị quá rành rồi ha. Hồi lúc mới ra mắt ai cũng chơi hết á. Thấy vậy mà Thái Lớn kinh nghiệm, Thái Lớn thấy cái gì mà người ta càng chơi á, thì lại càng bán được nha. Giống như Rót á, khen quá trời luôn, khen từ đầu mùa tới cuối mùa luôn mà giờ đại lý giảm giá lỗ quá trời lỗ luôn mới bán được. Cũng bán được nhưng mà bán mà lỗ. Còn Vios thì hiện giờ nhân cái tuần lễ ra mắt của Wego thì bên sếp của Thái Lớn có một cái chiến lược đặc biệt cho dòng xe Vios này. Theo đó, chương trình khuyến mãi lần này là một lần giảm giá thứ 3 liên tiếp kể từ khi ra mắt để đẩy doanh số, lấy lại những cái kết quả doanh số hơi thấp trước đây. Công ty không cần lợi nhuận nữa, giảm 100% thuế trước bạ cho anh chị cô chú, khuyến mãi tương đương 100% phí trước bạ. Ngoài ra còn có những chương trình như phụ kiện cho xe Vios này như là dán phim cách nhiệt nè, lót sàn nè, và áo chùm nè, camera hành trình nè. Trong camera hành trình, bên nhóm Thái Lớn đặc biệt thường chỉ xài những loại camera hành trình chất lượng của Vietmap, rất là ổn định và có cả hai camera trước sau hoặc camera trước, camera trong, rồi có cảnh báo tốc độ hoặc có nhắc nhở tốc độ tùy theo cái giá mình chốt. Nhân cái dịp livestream này, Thái Lớn chỉ muốn nhắc lại một lần nữa, Toyota Vios kể từ ngày hôm nay tại nhóm Thái Lớn Toyota An Thành Fukushima, giá xe Vios được nhích thêm một chút nữa, đẩy quyền lợi về cho khách hàng để khách hàng dễ chốt. Và một cái điểm đặc biệt mà Thái Lớn muốn nhắc các anh chị, đó là chương trình giảm phí trước bạ 50% vào tháng 7 này rất rất là có hy vọng. Nếu anh chị nào chốt sớm Vios bây giờ đang cần đẩy số lần thứ 3, tăng quyền lợi cho anh chị, anh chị đặt cọc và giữ cái gói khuyến mãi này. Cuối tháng 6 anh chị cứ việc thanh toán đủ phần tiền xe Vios, phần đóng thuế đăng ký đăng kiểm trước bạ. Tháng 7 nếu có anh chị sẽ được hưởng thêm một cái quyền lợi trước bạ nữa, coi như anh chị được khuyến mãi kép. Khuyến mãi kép, anh chị hiểu rồi chứ? Khuyến mãi kép anh chị nhớ nha. Còn nếu anh chị chưa hiểu được khuyến mãi kép này, cứ liên hệ xem xe tại nhóm Thái Lớn. Và Vios này, mẫu mới này, công ty đã ra xe lái thử rồi. Anh chị nào muốn trải nghiệm lái thử dòng Vios 2023 mẫu mới này, cứ liên hệ số 15 Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, gọi trước cho nhóm Thái Lớn. Với cái chương trình khuyến mãi khủng của Vios lần này, anh chị tối ưu về giá, xong xuôi giấy tờ, lăn bánh các dòng xe Vios E khoảng 470 triệu. Lần trước Thái Lớn có báo giá anh chị một lần, chị nhớ không? 499, bây giờ còn 470. Tương tự vậy, Vios E số tự động còn có 520 triệu. Và kế đến là Vios G như chiếc xe này, màu đỏ như xe này còn có 582 triệu. Chi tiết hơn về giá, khuyến mãi, hoán đổi, thêm phụ kiện, bớt phụ kiện hay là tặng bảo hiểm, các anh chị vui lòng gọi nhóm Thái Lớn. Và đây là khu vực phụ kiện thứ hai của tại showroom An Thành Fukushima. Thái Lớn giới thiệu để anh chị nào đi bảo dưỡng ha, ghé tham quan. Ở đây có nhiều cái món để chăm sóc xe, làm đẹp xe hoặc lắp đặt thêm trên xe của chị. Với các dòng xe Vios lần trước, Thái Lớn có nói là ở lần giảm giá nhích xuống lần thứ hai, Thái Lớn có tặng thêm cho các ai mua xe Vios cái ba lô này. Không biết bữa giờ có mấy anh chị đã nhận được cái ba lô này rồi. Anh chị nào mà nhận được cái ba lô này có nghĩa là anh chị đã mua xe Vios, Thái Lớn chúc mừng. Nhưng trong cái buổi live stream ngày hôm nay thì Thái Lớn xin được mở rộng hơn. Mở rộng hơn, cái ba lô này Thái Lớn đã mua rất là nhiều, xài
Hồi nãy mới nhờ bằng nó mua 5 cái nữa để dành tặng cho anh em bạn bè. Trong cái dịp cuối tuần này Thái Lớn đi đi về quê. Và như vậy thì Thái Lớn thấy cái ba lô này cũng đẹp, cũng dễ thương, dễ xài đó. Thái Lớn xin có một cái lời hứa gửi đến anh chị nào cái ba lô này mua thêm dòng xe Veloz. Nha, như vậy với cái quà tặng riêng của nhóm Thái Lớn tuy không nhỏ nhưng mà đó là tấm lòng, đó là sự cố gắng. Ở trên kênh không là thấy đã cố gắng vậy, khi anh chị tới showroom không có lý do gì anh em nhóm Thái Lớn lại không cố gắng tối ưu về giá thêm cho anh chị yên tâm nha. Với những khách hàng mua xe Veloz trong tháng 6 này, Veloz Avanza, ngoài những chương trình khuyến mãi của công ty, của nhà máy các thứ, nhóm Thái Lớn còn có thêm quà cho các anh chị nha. Còn anh chị có thể không chọn nên anh chị có thể chọn cái này cũng hay, nhưng mà cái này chỉ có được một người xài. Thái Lớn cũng mua một cái Thái Lớn xài thấy cũng đẹp. Hôm bữa thì lại mua màu cam, Thái Lớn thích màu đen nhưng mà lỡ xài màu cam, không lẽ giờ mua thêm cái nữa. Đây có hai màu khá là ngầu. Dù giới thiệu anh chị nè, bây giờ có loại dù ngắn lên anh chị, cấp gọn. Trước đây thì xài loại dù lớn này thì xài rất tốt, rất cứng, xài được nhiều người, nhưng mà không có nhà cung cấp nào làm được cái dù ngắn nó tốt như vậy, nó bền như vậy mà ngắn hết, thì bữa nay mới tìm ra được. Cho nên là đó là lý do cái sự ra đời của cái dù ngắn này nó hơi chậm, nhưng mà không sao. Tặng dù cũng được, mưa tới rồi tặng dù. Rồi anh chị nhớ nha, khi mua xe liên hệ nhóm Thái Lớn, anh chị nhớ nhắc nhân viên, đối với khách hàng mua Veloz, Avanza, Vios sẽ được tặng dù hoặc tặng ba lô hoặc tặng ly. Đó là món quà riêng của anh em dành cho khách hàng. Ủa mà Thái Lớn thấy mình cũng vô duyên ta, tự nhiên đi nói cái vụ tặng quà cho xe Veloz mà không có cho người ta biết khuyến mãi có gì khủng hay không. Có, các bạn từ từ, có đây. Với các dòng xe Toyota, Avanza và Veloz, chương trình khuyến mãi Thái Lớn đề xuất với các anh chị là tương đương khoảng 50 triệu phụ kiện. Hoặc anh chị có thể hoán đổi cái gói khuyến mãi này ra tiền mặt, tương đương khoảng 25-30 triệu. Theo đó, giá xe Toyota Avanza số sàn bây giờ lăn bánh chỉ còn 560 triệu. Còn với Avanza số tự động 610 triệu. Với chương trình khuyến mãi này thì Veloz cũng có một cái giá cực kỳ hấp dẫn. Song xuôi giấy tờ Veloz phiên bản tiêu chuẩn tương đương 670 triệu. Còn Veloz phiên bản top 710 triệu. Bên cạnh đó, chương trình khuyến mãi toàn quốc của nhà máy đối với các dòng xe Avanza tự động, Veloz tự động bản tiêu chuẩn, Veloz tự động bản top được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân xe không kinh doanh, anh chị nhớ nha, 1 năm bảo hiểm thân xe. Vừa Veloz và Avanza, các anh chị vừa được khuyến mãi của đại lý rất khủng, vừa được tặng quà của nhóm Thái Lớn, rồi lại được 1 năm bảo hiểm nữa, đáng để cân nhắc cho đợt này, anh chị tranh thủ nha. Còn một dòng xe nữa mà giá cũng hơi chát mà Thái Lớn thấy cũng nên chia sẻ bởi vì nó có khuyến mãi, đó là dòng xe Toyota Camry. Toyota Camry thì thị trường từ đầu năm tới giờ cho dù là gặp nhiều khó khăn nhưng mà Camry thì giá cũng không có giảm, khuyến mãi nhẹ nhẹ thôi. Nhưng hôm nay để chào mừng các dòng xe Camry 2022 clean stock hết thì Camry 2023 đã về. Bên Toyota thành phố Fukushima, nhóm Thái Lớn đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho những anh chị cô chú doanh nhân, những anh chị, những bạn trẻ thích cái dòng xe sedan cao cấp hạng D nổi tiếng này. Ưu đãi các dòng xe Camry trong tháng 6 này tại An Thành Fukushima lên đến 60 triệu. Theo đó, Toyota Camry 2.0W giá lăn bánh bây giờ chỉ còn 1 tỷ 290. Trong trường hợp các anh chị chọn Camry 2.5W thì thêm 200 triệu, 1 tỷ 490. Chị nhớ nha, với ưu đãi quá hấp dẫn này, Camry đã về cái mức giá tốt hơn so với trước đây rất nhiều, 1290 và 1490. Để mà thực sự khi mà anh chị mua xe Camry mà không phải là chỉ vì khuyến mãi thôi, khuyến mãi là cái cớ đã Thái Lớn chia sẻ anh chị, nhưng mà để mà anh chị thực sự quyết định chọn Camry hay chọn Altis hay là dòng xe khác trong cái tầm tiền giá 1 tỷ 3 đến 1 tỷ 4 này thì Thái Lớn nghĩ không cách hay nhất ha, không có cách nào hay hơn là anh chị nên tới liên hệ gọi trước để được lái thử và xem xe. Nhóm Thái Lớn sẽ rất hân hạnh phục vụ các anh chị cô chú nếu anh chị cô chú có nhu cầu.
Ok, vừa rồi là những cái nội dung mà Hai Lớn đưa đến cho anh chị. Hy vọng là anh chị hình dung được là cái giá cả khuyến mãi của nhóm Hai Lớn tại Totan thành Fukushima số 15 Bùi Thanh Khiết, Bình Chánh, thị trấn Tân Túc hiện nay đang có những cái không khí mới, tươi mới gì, đặc biệt là các chương trình tối ưu về giá cũng như là trả góp cho anh chị cô chú. Thứ hai là Hai Lớn cũng chia sẻ cái thông tin thị trường, dự đoán được cái vấn đề giảm trước bạ để anh chị tối ưu được cái vấn đề khuyến mãi kép. Và thứ ba nữa là những cái chương trình showroom event ra mắt xe Wigo. Trong cái không khí này với những cái thông tin thị trường như vậy thì Hai Lớn hy vọng rằng cũng sẽ làm cho anh chị có nhiều cái hứng khởi hơn, làm cho anh chị có thêm thông tin. Còn để quyết định mua xe, cách hay nhất chị gọi trước nha. Hai Lớn cảm ơn anh chị đã tham gia buổi live stream này. Hẹn gặp lại các anh chị vào thứ ba hàng tuần và thứ sáu hàng tuần. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.